Chúa cùng anh em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu có đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đâu phải lúc nào cũng phải mở to hai con mắt mới gọi là tỉnh thức. Đâu phải lúc nào cũng phải vào nơi thờ tự, nơi kín đáo mới gọi là cầu nguyện luôn. Tỉnh thức và cầu nguyện luôn có thể hiểu như là một tâm tình sống, một cung cách sống tích cực. Chúng ta tìm hiểu các lời Đức Giêsu nói về ngày cánh chung, chúng ta sẽ thấy Ngài không để người ta dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài như là các tai ương, các thiên tai, động đất vân vân. Nhưng Đức Giêsu dẫn người ta chú ý hơn đến một thái độ sống như là không chè chén say sưa, không tham lam, không lo lắng sự đời quá mức, nhưng tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trong ngày Chúa đến. Cần ghi nhớ thêm là ngày Chúa đến không phải là ngày hủy diệt, nhưng là ngày cứu thoát. Nói một cách khác, Đức Giêsu muốn chúng ta sống những giá trị tin mừng hơn là lo lắng thủ đắc những giá trị ở trần gian. Mặt khác, một việc rất quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu đó là cầu nguyện, nhất là những lúc mà càng nhiều khó khăn. Cầu nguyện là để kết hiệp với Thiên Chúa, để bày tỏ niềm tin của mình rằng mình cần Thiên Chúa giúp. Cầu nguyện là để nói rằng mình yếu đuối và cần đến trợ giúp của ơn thánh. Cầu nguyện cũng là hơi thở, là cách sống của người môn đệ của Đức Giêsu. Cầu nguyện cũng là phương tiện trên con đường tiến đến đời sống vĩnh hằng. Như vậy, cầu nguyện xem ra là một cách thức tốt nhất để người Kitô hữu có thể chống lại ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt.